Xin chào tất cả các tình yêu của VN. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VN Channel. Các bạn, mình có nhận một cái bình luận của một bạn nam gì nè. Kêu VN ơi, chỉ mình cách tìm tình một đêm đi. Đó, cái VN nhào vô mấy các bạn họ liền các bạn. Trời đất ơi, nó nhộn nhịp hết sức luôn. Đó, VN coi mà giống như là thông não rửa mắt luôn. Nào là em trắng trẻo, chuối to, hồng, sinh lý ổn định. Đó, năm hiệp một đêm em muốn lái máy bay, kết bạn Zalo với em nha. Rồi có một bạn nữ kia dữ dằn hơn nữa các bạn, vậy nè. Em nữ 23 tuổi rưỡi muốn đổi gió, tìm một bạn trai trải nghiệm xâm 2 nam 1 nữ. ghê chưa. Trời ơi, cho cô này 10 điểm luôn vì đây là dân chơi thứ dữ. Rồi nha. À, nào là hàng dài nè, đang cô đơn giữa chốn phồn hoa, muốn tìm một bạn nữ có cùng sở thích, kết bạn Zalo. Đó, ghê chưa, quá trời nhộn nhịp luôn các bạn, coi mà hú hồn. Các bạn thân mến, tình một đêm á là một cái nhu cầu chung của tất cả nam và nữ giới. Cái tình một đêm nó chẳng có phân biệt tuổi tác, già hay là trẻ, chỉ cần các bạn trên 18 tuổi và nhận được sự đồng ý của hai phía là được rồi. Nhu cầu và lý do để tìm đến tình một đêm của mỗi người nó khác nhau. Xong nha, họ đều muốn một cái mối quan hệ đó là không ràng buộc và không phải chịu trách nhiệm gì hết á. Đây chính là một cái mối quan hệ vui vẻ, thoải mái, giúp người trong cuộc tạm thời nhận được những cái niềm vui và quên đi những cái áp lực bên ngoài của cuộc sống. Cái độ bảo mật cao và kín đáo, đây là một cái vấn đề hàng đầu cần lưu ý khi mà các bạn chọn tình một đêm. Đối với xã hội nha và phong tục của người Việt Nam á, mọi người vẫn giữ cái tư tưởng đó là không quá thoải mái cho cái việc đó là ân ái ngoài hôn nhân. Thế nên mà khi mà các bạn tìm cái đối tượng đó thì có một chút khó khăn. Còn bên nước ngoài dễ lắm các bạn. Trời đất ơi, nhất là Mỹ nó thoáng lắm. Mới gặp nhau nói chuyện vài ba câu là đi rồi. Mỹ hay là điếu cà phê nói qua nói lại vài câu làm gì gặp tới gặp lui. Trời đất ơi, là thôi tới bến luôn, ai tới gì luôn. Đó, cái chuyện đó thì nó rất là phổ biến ở nước ngoài. Vậy nếu mà các bạn không biết tìm đối tượng tình một đêm ở đâu, thấy khó khăn quá à, thôi để VN lo cho hen. Trước khi vào cái nội dung chính á, thì cái vấn đề sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu cái đã. Rồi làm gì thì làm nha anh em. Trong ví các bạn á, lúc nào cũng phải có hai thứ, đó là gì không thể quên được luôn. Đó là tiền và bao cao su để mà tự bảo vệ mình cùng người ấy nha. Đó sẽ rất là thảm họa nếu như mà một trong hai người mắc những căn bệnh về cái đường chăn gối và lây sang cái người còn lại. Vì chỉ có là một cuộc tình trong một đêm rất là nhanh chóng nên mà các bạn đừng để lại hậu quả ngoài ý muốn. Hãy là một người đàn ông thông minh, lịch thiệp và văn minh đó, khi mà quan hệ một cách an toàn nha các bạn. Chúng ta sẽ có hai cách để mà tìm kiếm tình một đêm. Thứ nhất là gì? Đó là đến những cái điểm ăn chơi vào buổi tối dễ muốn chết luôn, Việt Nam hằng hà. Đó là những cái địa điểm mà dễ kiếm tình một đêm nhất. Câu trả lời chính là ở đâu? Quán bar nè, bộp này kia, đó, quán nhậu này kia, hay những cái câu lạc bộ mà giải trí qua đêm. Thì cái nơi này tập trung rất nhiều những cô gái xinh đẹp bay bướm này kia, đi một mình hoặc đi theo nhóm bạn nữ rất là xinh xắn. Đó, hãy sử dụng cái khả năng quan sát của mình để mà tìm cái đối tượng phù hợp với mình để mà bắt chuyện. Tiến tới nói chuyện, mời rượu, tán gẫu nhanh nha, để mà tìm hiểu về nhau. Đặc biệt đó, các bạn nên sử dụng một cái ánh nhìn, có một cái thành ý của mình đến cái cô đó thì nó mới có hiệu quả. Đó, thứ hai á, đó là tìm bạn tình ở trên mạng. Dễ quá trời. Trong cái thời đại công nghệ số này nha các bạn, thì cái việc kết giao, trò chuyện, hẹn hò online là cái điều rất là phổ biến. Nhất là các bạn mà gọi là gì nhá, Gen Z bây giờ các bạn, công nghệ tiên tiến lắm, cái gì cũng biết hết trơn á. Nếu mà các bạn không biết đến những cái mạng xã hội hay là app hẹn hò này kia đó thì cái này là lạc hậu rồi nha. Đó nó giống như là những người quá lớn tuổi rồi. Còn thế hệ Gen Z bây giờ thì ai cũng biết hết, các bạn app nào cũng biết hết trơn á. Đó, bạn cũng có thể là quét tìm bạn bè xung quanh gần ở đó, coi mình có cùng độ tuổi, cùng sở thích, và cái tính cách nó có tương đồng hay không để mà nói chuyện với nhau. Thì sau đó thì hẹn hò các em này vào một buổi tối đi chơi, đi ăn, để mà tìm hiểu rõ đối phương. Những cái ứng dụng phổ biến nhất hiện nay là gì? Dễ tìm bạn xung quanh đó là gì? Tinder này, Zalo, Telegram. Ngoài ra thì cũng có những cái trang web hẹn hò
cung cấp rất nhiều cái thông tin về những cái em gái cô đơn, những cái chàng trai cô đơn. À, đây, nhưng mà có vấn đề lưu ý ở chỗ này nha, nhiều khi nha, mình quét mình tìm mình gặp người quen nha các bạn, kể này cho nghe là mắc cười lắm. Cái thằng bạn mình đó, nó quét làm sao mà nó gặp ngay cái con vợ của cái thằng bạn thân của nó các bạn. Trời đất ơi, hai người hẹn vô khách sạn luôn, gửi hình qua lại với nhau luôn, nó không thấy mặt đâu, gửi hình qua lại hẹn nhau vô khách sạn rồi nha, trời đất ơi, thấy mặt nhau táo quả thâm tinh. Trời ơi, cái con vợ của thằng bạn thân của mình thì kể ra nói tới nói lui á là cái cô này á, cái nhu cầu sinh lý cao, nhưng mà cái thằng bạn của ông này không đáp ứng đủ, nên mà bà này muốn ra ngoài đi tìm. Trời đất ơi, xong có làm ăn gì đâu, trời đất ơi, ông này thì muốn ra ngoài tìm tình một đêm nhưng mà không phải người quen, do đó thì thôi cả hai nói chuyện chút xíu rồi đi về các bạn, không làm gì hết trơn á. Rồi hai người hứa với nhau trong lòng á, đó là sẽ không nói chuyện này ra ngoài cho người khác nghe, tức là bí mật giữa hai người á. Nhưng mà về nhà cái đầu óc của ông này nó bị ám ảnh các bạn. Là tại vì á, hai người này chat chít qua lại, nhắn tin bậy bạ, gửi hình cho tấm hình tươi mát đó, thì lúc nào những cái hình ảnh của cô này cũng hiện hữu trong cái đầu ông này hết trơn á. Nhiều khi mà ông giống như là bị ám ảnh á, ông cứ suy nghĩ hoài à, cái hình ảnh của con nhỏ vợ của thằng bạn thân mà nó cứ hiện lên trong đầu, sao chịu nổi các bạn. Rồi tiếp nha, vô thẳng vấn đề luôn. À, mình chỉ có tình một đêm nên mình có yêu nhau đâu mà vòng vo tam quốc chi cho nó mệt người các bạn. Được thì tới, không được thì thôi. Trời ơi, lo gì sĩ diện. Tình một đêm cần gì sĩ diện các bạn, sợ người ta không đồng ý này kia. Trên thực tế thì cái việc tán tỉnh yêu đương nó cần còn một cái quá trình rất là lâu dài, nhưng mà đối với tình một đêm thì nó khác. Các cô gái này á, muốn vào thẳng vấn đề, đó là quan hệ thể xác chứ mà không ràng buộc tình cảm gì hết trơn á. Đó, các bạn hãy thẳng thắn vào vấn đề, mời đi ăn, đi chơi, đi xem phim này kia, và đề cập đến cái sự hứng thú và cái nhu cầu của bạn đối với cô gái đó. Chắc chắn đó là một khi cô gái đó có ham muốn với bạn á, thì sẽ đồng ý đi chơi với các bạn. Nhưng mà có một điều cần chú ý ở đây là các bạn cần phải sử dụng á, những cái ứng dụng tìm bạn tình một đêm hay là Friend with Benefits á. Nếu mà các bạn sử dụng một những cái app hẹn hò yêu đương nghiêm túc trong cái mối quan hệ lâu dài á, mà nói chuyện kiểu đó ăn chửi ăn chịu, tôi không có xúi à. Đó, vậy thì để có tình một đêm mỹ mãn thì chúng ta cần phải làm gì? Đối với tình một đêm á, thì nó rất là khác biệt so với cái việc đó các bạn ăn bánh trả tiền. Mặc dù á, vẫn là quan hệ giải tỏa tâm lý về thể xác, nhưng mà không phải là bạn gặp bạn tình là lao vào hùng hục được. Đó, các bạn cần phải có cái sự âu yếm, tôn trọng và đặt cái tình cảm của đối phương khi mà yêu. Về cái bản chất của cái việc ân ái là nó phải cùng nhau vui vẻ và cùng đạt đến cái sự thăng hoa. Bên cạnh đó thì các anh em cần nên tôn trọng và quan tâm đến đối phương hơn. À, tình một đêm không có nghĩa đó là không có tình cảm. Trước khi lâm trận thì các bạn cũng dành chút ít thời gian cho cái việc đó là trò chuyện và hỏi han để mà hai người hiểu nhau hơn. Bạn có thể hỏi dò xem là đối phương thích cái tư thế nào, kỹ thuật cùng những cái hành động như thế nào. Đó, hãy dành thời gian cùng cái màn dạo đầu kéo dài một chút xíu để mà cả hai đạt được cái sự thăng hoa. Và cuối cùng đó là hãy trở nên quyến rũ trong mắt bạn tình. Một người đàn ông lịch thiệp, gọn gàng và thơm tho cùng cái khí chất mạnh mẽ chắc chắn đó là sẽ thu hút rất là nhiều ánh nhìn thiện cảm của phái nữ. Hãy để cho người phụ nữ cảm thấy được cái sự hấp dẫn và thoải mái với một cái cơ thể sạch sẽ khi mà làm tình một đêm. Vì vậy thì các bạn nên tắm rửa quần áo ruột nè và dùng chút nước hoa để mà trông hấp dẫn hơn nha. Video ngày hôm nay là toàn bộ những cái thông tin về cái bí kíp tìm tình một đêm nha các bạn. À, đó, các bạn có thể tìm tình một đêm rất là hoàn mỹ. Nếu mà các bạn đang cô đơn, buồn chán và muốn tìm kiếm sự mới lạ thì hãy áp dụng ngay nha. Video của VN đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của VN nha các bạn. Bye bye.